Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu sẽ nỗ lực hoàn thành thông xe thêm hàng loạt các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, phía Đông. Các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công đang nỗ lực ngày đêm để thi công nhằm hoàn thành thông xe hàng loạt dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 trong năm nay. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa phận tỉnh Bạc Liêu có chiều dài khoảng 7,7 km thuộc dự án thành phần Hậu Giang Cà Mau đi qua địa bàn hai xã Vĩnh Lộc A của huyện Hồng Dân. Thời điểm này dù thời tiết vào mùa mưa có nhiều bất lợi nhưng nhà thầu vẫn đang dồn sức để đảm bảo thi công kịp tiến độ đề ra. Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua địa phận Bạc Liêu có gói thầu gồm phần đường và cầu. Sau khi được địa phương bàn giao mặt bằng, các đội đã tiến hành tiếp cận thi công. Cả hai đội đảm nhận phần đường và phần cầu, đang tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến, bảo đảm tiến độ hoàn thành đồng bộ, chất lượng công trình theo yêu cầu đề ra. Để đảm bảo tiến độ, tất cả đoạn đường được nhà thầu thi công theo cách cuốn chiếu. Đơn vị thi công quy động nhân lực, máy móc bám công trường, chia ra thi công làm 2 ca sáng và ca tối để hoàn thiện các hạng mục nhanh nhất trong điều kiện có thể. Đội của mình thi công đây là phụ trách về phần cầu. Và tất cả các phần cầu đây là trọng điểm nhất là phần cầu ở ngã ba Tàu đây và các phần cầu ở trong nữa. Theo tiến độ của dự án thì công trình của mình đang thi công vẫn đang đạt đúng mục tiêu của dự án chủ đầu tư đưa xuống. Hiện nay thì công tác đang chuẩn bị vào cọc khoan nhồi thì dự kiến đạt mục đích khoan khoảng 3 tháng, tiến độ là sẽ xong phần khoan. Thì hiện tại mùa mưa đã bắt đầu chuẩn bị vào rồi thì anh em thi công thì hiện tại mưa đang ít thì vẫn không ảnh hưởng đến tiến độ. Các đơn vị thi công luôn nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như niềm tự hào vinh dự khi được lựa chọn tham gia thực hiện dự án trọng điểm quốc gia. Do vậy, ngay từ ngày đầu khởi công dự án, các nhà thầu đơn vị thi công đã luôn nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện với tinh thần không nghỉ một ngày để đảm bảo tiến độ đề ra. Xác định việc hoàn thành dự án là danh dự, uy tín của doanh nghiệp. Gói thầu chúng thì trải dài qua 2-3 tỉnh nhưng mà bên đội em là hiện tại là em đang chịu trách nhiệm thi công cái đoạn đường là hoàn trả lại cái đường DT 978. Đấy. Thì tiến độ thi công đến thời điểm này thì cả các em thi công cũng tương đối là đáp ứng được cái tiến độ. Cái thời điểm trước thì cũng có khó khăn nhưng mà cái khó khăn là quá rồi. Thì đến thời điểm này là mình làm được cát cho đến thời điểm này là cái cát lên cao độ cá 98 rồi. Chứ công tác là lũ lên đạt cá cái là mình tiến hành làm đá cấp phối. Về mùa mưa thì các em sẽ là như cái nền cát nên là các em sẽ là làm cái rãnh thoát nước hai bên. Đấy, đây chỗ nào mà có vuông tôm của họ thì nhưng mà không thoát được nước thì đương nhiên phải bơm. Những cái chỗ nào mà mình có đường thoát nước ra sông thì mình làm đường thoát nước, còn chỗ nào mà không có thì mình sẽ dùng bơm, sẽ dùng bằng mọi biện pháp để là đảm bảo cái tiến độ. Dù dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam trên địa phận tỉnh Bạc Liêu không quá dài, song Bạc Liêu nhìn nhận được đây là dự án quan trọng có ý nghĩa rất lớn đến sự phát triển của đất nước và của tỉnh Bạc Liêu, nên chính quyền địa phương cùng người dân ra sức ủng hộ, hỗ trợ quá trình thi công. Thời gian qua, địa phương rất quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Dù triển khai sau một số địa phương khác trong khu vực, nhưng tiến độ triển khai thi công khá nhanh, bắt kịp dự tính kế hoạch thi công đề ra. Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện Hồng Dân luôn quan tâm giám sát, hỗ trợ các đơn vị thi công trong quá trình thực hiện công trình nhằm tạo mọi điều kiện để đơn vị thi công thuận lợi, đạt hiệu quả thi công tốt nhất, đảm bảo tiến độ công trình như kỳ vọng.